Còn trên địa bàn thủ đô Hà Nội tính đến ngày hôm nay đã có gần 51.000 F0 đang điều trị tại nhà. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, nhiều F0 tại nhà cần được hướng dẫn và chăm sóc cả về thể chất tâm lý. Do đó mà việc ứng dụng công nghệ thông tin và tranh thủ các nguồn lực để tiếp nhận thông tin qua mạng, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân điều trị COVID-19 tại nhà là rất cấp thiết. Ghi nhận tại trạm y tế online đầu tiên được thiết lập và vận hành tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Em Tùng hôm qua thì test âm tính rồi, thế còn bên nhà mình đã test nhanh lại chưa? Hoạt động 24/7, sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân, đảm bảo F0, F1 được chăm sóc chu đáo kịp thời. Bà Lan là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 được nhóm y tế này hỗ trợ và đến nay đã được khỏi bệnh. Trong quá trình gia đình tôi bị F0 vừa rồi thì rất là hoang mang, rất là lo sợ, chưa biết như thế nào thì các bạn cũng gọi điện đến để hỏi thăm và chỉ dẫn cho gia đình từng bạn một. Các con cháu chúng tôi là nó lên nên chúng tôi rất là yên tâm ạ. Chị tiếp tục theo dõi sức khỏe giúp cho em, đặc biệt là với bé Huy Khoa nhà mình. Nếu có vấn đề gì bất thường thì chị vui lòng liên hệ giúp em với cả trạm y tế online của phường hoặc với số điện thoại của ủy ban em đang gọi cho chị ạ. Điểm đặc biệt của mô hình trạm y tế này là các cán bộ phường, thanh niên đoàn phường đều được huy động tham gia. Từ ngày vận hành 15 tháng 1, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn tư pháp của mình, chị Phương cùng các đồng nghiệp đều tham gia vào đây để hỗ trợ các F0 và F1. Tôi sẽ tiếp nhận các cái thông tin của các cái F0 về hỗ trợ tất cả các mọi mặt như nhu yếu phẩm, thuốc hoặc sức khỏe hoặc các cái thủ tục hành chính để sau khi tiếp nhận thì sẽ phân loại. Ví dụ như các cái gì mà chuyên môn về của cán bộ ủy ban có thể trả lời được thì hoặc thực hiện được thì sẽ thực hiện ngay. Theo chính quyền phường Trúc Bạch, người dân và các F0, F1 nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về thông tin, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, các nhu cầu khác, chỉ cần thông tin đến trạm y tế online sẽ được hỗ trợ ngay. Tôi rất quan tâm đến cái vừa sức khỏe thể chất nhưng cái sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Làm thế nào để người dân cảm thấy là không bị bỏ rơi hoặc là cảm thấy là luôn luôn có cái người đồng hành bên mình. Và với cái mục tiêu này thì chúng tôi, cái trạm y tế online thì nó vừa đảm bảo được là rút ngắn về khoảng cách không gian cũng như là khoảng cách về thời gian. Hiện trạm y tế phường Trúc Bạch chỉ có 6 nhân viên y tế nhưng địa bàn có tới 300 F0 đang chăm sóc tại nhà. Do vậy, họ luôn bị quá tải khi phải thay phiên đi tiêm, trừ điện thoại và xử lý các F0. Dù mô hình trạm y tế online còn mới, nhưng bước đầu đã hỗ trợ y bác sĩ giải quyết được nhiều việc cùng một lúc, giảm bớt áp lực cho tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, các F0 cũng được chăm sóc chu đáo và tận tình hơn. Thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Theo thống kê thì năm nay có khoảng 13 phương thức tuyển sinh. Điều này cũng là tăng cơ hội, tạo thuận lợi cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp. Cũng vì thế mà năm nay thí sinh cần lưu ý tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở nhiều trường đại học sẽ giảm mạnh. Năm 2022, trường đại học này dự kiến xét tuyển 4.150 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh. Hai phương thức mới so với năm 2021 là xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông, học bạ đối với thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên toàn quốc hoặc học sinh các trường trung học phổ thông trọng điểm quốc gia và xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Nếu như năm 2021 cái chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông lên đến 70% thì năm nay theo phương án dự kiến đến thời điểm này thì trường dành khoảng 40-45% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. Các em có thể đăng ký cùng một lúc nhiều phương thức xét tuyển khác nhau và số lượng nguyện vọng thì không bị giới hạn. Tương tự, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết chỉ tiêu xét tuyển vào trường năm nay sẽ dành tới 60% trong tổng số 7.500 chỉ tiêu cho kỳ thi đánh giá tư duy, chỉ dành từ 10-20% cho xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Rất phức tạp và nhà trường đã chốt lại là năm 2022 này không tổ chức nhiều đợt thi, mà chỉ tổ chức duy nhất một đợt và thời điểm lý tưởng nhất là được tiến hành một tuần sau khi các em thực hiện xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối tháng 7 đầu tháng 8. Tùy theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu như năm 2021, kết quả thi này chủ yếu dùng trong nội bộ các trường thành viên, thì thời điểm này có hơn 50 cơ sở giáo dục đại học khác như Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Công nghệ Giao thông Vận tải.
đăng ký sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học năm 2022. Từ tháng 3 đến tháng 8, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 16 đợt thi đánh giá năng lực tại các địa điểm khác nhau như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa. Thí sinh sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học sử dụng phương thức này. Thí sinh chỉ học tốt chương trình trung học phổ thông bởi vì bài thi đánh giá năng lực hướng tới kiểm tra năng lực tư duy của thí sinh đạt được sau khi tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông, chứ không phải là một bài kiểm tra kiến thức nhớ hay là kiểm tra kiến thức đơn thuần như chúng ta thường gặp trước đây. Với điểm thứ hai nữa là ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực là tương đối lớn, thí sinh không thể tìm hiểu được ở bất kỳ một trung tâm hay một đợt ôn luyện nào, mà hãy dành thời gian ôn tập làm bài đề thi thử. Qua đó các em sẽ bổ khuyết được những phần thiếu và các em hoàn toàn tự tin để dự thi. Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định năm 2022, với tình hình dịch COVID-19 có thể chưa được khống chế hoàn toàn, thì tỷ trọng nhập học đối với các phương thức vẫn có thể tương tự và ổn định như giai đoạn 2020-2021. Các kỳ thi riêng do các nhóm trường tổ chức cũng sẽ chiếm một tỷ trọng ngày càng lớn hơn, được chấp nhận rộng rãi hơn. Tuy vậy, xu hướng này sẽ không cao bằng kết quả thi của các trung tâm khảo thí, vì việc tổ chức một cái kỳ thi như vậy thường là rất tốn kém và rất là vất vả. Và nếu như dịch vụ của các trung tâm khảo thí đáng tin cậy thì các trường sẽ dần chuyển sang cái dịch vụ này. Theo quy định, các trường đại học được tự chủ trong công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh cũng quy định đối với những điều chỉnh lớn, các trường phải thông báo trước để thí sinh có điều kiện chuẩn bị, tránh xáo trộn và khó khăn với thí sinh. Thí sinh và phụ huynh cũng cần thường xuyên truy cập vào hệ thống tuyển sinh của các trường để theo dõi, cập nhật thông tin. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trong đề xuất đưa toàn bộ học sinh trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, nếu phụ huynh không đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp thì sẽ học trực tuyến tại nhà. Được một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các cơ sở giáo dục sẽ đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học lớp 6 trở lại học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2 trên tinh thần tự nguyện. Nếu phụ huynh không đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp thì sẽ học trực tuyến tại nhà. Trong cái trường hợp mà cha mẹ học sinh chưa đồng thuận thì đây là đối tượng từ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thì chưa đến trường học trực tiếp, thì học sinh sẽ tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo. Còn riêng đối với các trẻ em mà phụ huynh chưa đồng thuận đưa đến cơ sở giáo dục mầm non để mà tổ chức chăm sóc cho các bé thì phụ huynh sẽ chăm sóc cho các bé ở nhà. Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, số ca nhiễm mới, ca nhập viện và tử vong liên tục giảm trong 5 ngày qua. Ngoài ra, số ca khỏi bệnh cũng liên tục tăng. 12 tháng 1 là 275, 13 tháng 1 giảm xuống 245, 14 tháng 1 giảm xuống 218, 15 tháng 1 giảm xuống 168 và 16 tháng 1 giảm xuống 123 số ca tử vong. Nếu chúng ta lấy ngày 12 tháng 1 đó là 19, 13 giảm xuống 15, 14 giảm xuống 16, 15 giảm xuống 15 và 16 giảm còn 12. Liên quan đến công tác hỗ trợ đợt 3 cho người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, hiện đã có 17 trên 22 quận huyện đã được chi trả. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ cho trẻ mồ côi có cha mẹ mất vì COVID-19, người khuyết tật, người già là F0. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản hướng dẫn cho các quận huyện thực hiện.